hello anh chị em và các bạn uh, chào anh chị em và các bạn quay lại với uh, chương trình của thắng ơi rất nhiều các anh chị em và các bạn hỏi về cái việc là thời điểm nào thì mua vào cái giá vàng thì hợp lý nhất trong thời gian sắp tới để chúng ta có thể là gầm uh, giữ cái tài sản của mình cũng như là có một cái phần biên lợi nhuận phù hợp À, rất nhiều ý kiến cho rằng là khi mà thắng ơi quay uh, gọi là quay cái khuôn mặt cũng như là quay cái việc trao đổi và nói chuyện với anh chị và các bạn thì đôi khi chúng ta không có cái cái nhìn trực quan về cái uh, biểu đồ xu hướng của giá vàng cũng như là đưa ra những cái nhận định nó mang tính khoa học mà logic một chút cũng như là chúng ta nhìn thấy được trên biểu đồ thì hôm nay thì chúng tôi quay trực tiếp cái màn hình cái biểu đồ của giá vàng để quý anh chị và các bạn nhìn thấy nó nó dễ dàng hơn nó thuận tiện hơn thì trên màn hình quý anh chị và các bạn thì trước tiên chúng ta sẽ đi rộng một tí, đó là cái đầu tiên chúng ta đi là đi liên quan tới cái biểu đồ tháng của giá vàng. Đây, đây là biểu đồ tháng của giá vàng để anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về cái giá vàng trong cái giai đoạn từ năm 2001 tới nay. Thì đây anh chị và các bạn thấy là từ năm 2000 là đáy của khủng hoảng đáy khủng hoảng công nghệ trong bong bóng dot com thì cái giai đoạn đó thì giá vàng cũng tụt giảm tới khoảng tầm đầu năm 2001 thì có một cái đợt tăng rất là mạnh từ 2001 tới tận 2011. Đây, anh chị và các bạn thấy đây là đầu 2011 tăng một nhịp lên tới tận 2000 Đây, chính xác là cái 2011 đến khoảng tầm tháng 5. Đỉnh điểm của giá vàng là vào cây cây nến của tháng 1 1 tháng 8 năm 2011 là cao nhất vào cái mức là 1909 đô la Mỹ trên một ao thì tương đương với giá vàng trong nước tại thời điểm đó nó nằm ở khoảng tầm là 49 triệu mấy trăm một 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 cây vàng đấy anh chị và các bạn. Và kể từ đó tới nay thì giá vàng suy giảm. Đây. Cái đoạn này là cái đoạn giá vàng suy giảm anh chị và các bạn. Nó giảm từ 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 tháng 8 năm 2011 và nó giảm tới đáy của cái đợt suy giảm là đến tới ngày tháng 11 năm 2015 tháng 11 tháng 12 năm 2015 đáy thấp nhất của giá vàng là 1103 đô la Mỹ trên một sơ. thì nó tương đương với giá vàng của chúng ta đâu đó nó nằm ở khoảng tầm 34 35 triệu một cây ấy, anh chị và các bạn tôi nhớ không nhầm nó là như vậy anh chị và các bạn có thể search lại giá vàng năm 2015 tháng 11 năm 2015 thì sẽ ra đây chúng ta sẽ sợt thử xem là, là 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 là, là như thế nào nha đây anh chị và các bạn thấy là giá vàng giá vàng tháng 11 năm 2015 thì chúng ta sẽ ra ngay cái giá vàng của tháng 11 năm 2015 luôn. Đây, giá vàng SJC tháng 11 năm 2015. Đây anh chị và các bạn. Nó nằm ở khoảng là 33 triệu anh chị và các bạn. 33 triệu vàng SJC. 33 triệu anh chị và các bạn. Đó, đây, trên màn hình kênh chị và các bạn thấy là cái tháng 11 năm 2015 là nó 33 triệu, tức là cái thời điểm mà giá vàng thấp nhất là tháng 11 năm 2015 ấy là 33 triệu. Và hiện nay thì giá vàng hôm nay thì như thế nào? Thì chúng ta sẽ xem luôn là cái giá vàng hôm nay là ở trên đây này anh chị và các bạn. Nó đang giao dịch ở cái mức là SGC là 42 triệu 09 đấy ạ. À. Đây, 42 triệu 09. Chúng ta có thể sợt lại này. Giá vàng hôm nay. Giá vàng hôm nay đây anh chị và các bạn. Giá vàng hôm nay luôn. Giá vàng Giá vàng hôm nay Giá vàng tăng trở lại đây Đây anh chị và các bạn Chúng ta đang thấy rằng là giá vàng được giao dịch ở mức 42 triệu 200 42 triệu 200 lần đầu Rồi chúng ta đi vào cái vấn đề của tiếp theo Để chúng ta thấy được rằng là Giai đoạn vừa qua thì giá vàng đã tăng như thế nào Thì đây là một vài cái biểu đồ chúng tôi vẽ sẵn Nên là nó hơi bị vướng Để chúng ta có cái góc nhìn tổng thể hơn về giá vàng Thì chúng ta xóa bớt cái này đi Để chúng ta nhìn thấy rõ hơn Thì đây anh chị và các bạn thấy kể từ đó đến nay tháng 11 năm 2015 đến nay thì giá vàng nó lên nó lên một nhịp sau đấy nó giảm sau đấy nó lên tiếp sau đó nó giảm nó lên tiếp thì nhiều người cho rằng là giá vàng thì sẽ điều chỉnh trong gọi gọi là một vài tháng thì nếu mà nhìn sẽ riêng cho cái năm 2000 đây chị và các bạn này nhìn riêng cho cái năm 2018 năm 2000 mùng 3 tháng 9 năm 2018 thì đến nay thì chúng ta thấy nó có hai cái nhịp tăng và rõ ràng là chúng ta thấy là cái quy trình tăng của giá vàng thì nó có tăng và có giảm. Hiện nay thì chúng ta mới thấy được một cây nến một cây tức là một đây là một tháng giảm này, cái cây nến ngày mùng 2 tháng 9 này là, là là là, là nến giảm này. Thì cái xu hướng sắp tới thì như thế nào? Thì nhìn trên cái tổng quan này thì chúng ta vẫn thấy được rằng là cái xu hướng chính của giá vàng trong thời gian sắp tới thì vẫn là tăng bởi vì nó bứt ra khỏi cái vùng tích lũy cái, cái giai đoạn mà giảm này sau đấy tích lũy này thì nó bứt ra khỏi cái vùng tích lũy rồi Do đó thì cái xu hướng chính của thị trường trong thời gian sắp tới thì sẽ vẫn là tăng. Tuy vậy thì tăng như thế nào thì chúng ta còn còn phải xem xét tiếp thì chúng ta thấy vào biểu biểu đồ tuần đây này. Đây. Nhìn biểu đồ tuần thì đây cái khu vực là tháng 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 11 năm 2000 đây chỗ này là tháng 11 tháng 12 năm 2015 này. Sau đó thì chúng ta tính là chúng ta tính từ cái thời điểm mà nó tạo đáy, đáy đây này, đáy khu vực đây này cái chỗ này này đó chỗ này tức là còn nằm ở khoảng tầm tháng 8 năm 2018 gì đấy đó chúng ta đưa vào một cái biểu đồ vào đây thì chúng ta thấy được rằng đây cái khu vực tạo đáy đẹp nhất mà vua vào tốt nhất đó là là cái khu vực này nhưng khó để có thể nói rằng là biết được rằng đây là đáy hay chưa là nó có lên nữa hay không mà cái vị trí mà cái điểm chúng ta mua vào đẹp nhất là nó nằm ở đây này ở đây này, là khi chúng ta thấy nó hồi phục cho nó giảm thì cái vị trí này thì chúng ta mua thì nó nằm ở khoảng tầm tháng 5 năm 2019 năm 2019 thì chúng ta cũng có thể search với giá vàng tháng 5 năm 2019 thì chúng ta sẽ thấy thôi. Ví dụ như là giá vàng á vàng tháng 5 năm 2019. Đây, chúng ta search cái nó ra ngay. Giá vàng tháng 5 năm 2019. Đây, tháng 5. Đây. Giá vàng tháng 5 năm 2019 Đây, hay là 25 tháng 5. Đây anh chị và các bạn Lúc đó thì nó nằm ở khoảng tầm là 36 triệu anh chị và các bạn 36 triệu SGC SGC một lượng 10 lượng 36 triệu 500 gì đấy Đây anh chị và các bạn thấy à thì nó tương đương với cái giá vàng thế giới là nó nằm ở chỗ này Là cái chỗ này là 1287 Và cái chốt lời gần nhất mà nhiều nhà đầu tư chốt lời đó là từ đó là họ chốt lời ở cái vùng này Cái vùng này thì là vào khoảng tầm tháng 8 Thì cái giá vàng tháng 8 của trong nước của chúng ta thì đây chúng ta cũng làm cái động tác tương tự là cái giá vàng. Cái giá vàng tháng 8. Tháng 8 năm 2019. Đây. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái giá vàng và 31 tháng 8 năm 2019 thì nó nằm ở khoảng tầm 43 44 triệu. Có lúc thì là gần gần cận cận 45 triệu anh chị và bạn. Đây là cái giá ngày 31 tháng 8. Còn có một số cái ngày mà giá vàng trên thế giới nó tăng mạnh ấy, Thì chúng ta thấy được rằng là giá vàng nó nằm ở khoảng tầm 44 triệu Như vậy là chúng ta cũng đã có một cái khúc lời khá là ok, khá là ổn rồi Đúng không anh chị và các bạn? Khúc lời khá là ổn, khá là ổn cho cái câu chuyện giá vàng Rồi, vậy thì vấn đề đặt ra ở bây giờ là như thế nào? Vấn đề đặt ra là bây giờ khi nào ta mua Thì có một cái nhịp gần đây nhất nó có một cái đợt suy giảm đây này Anh chị và các bạn này, cái đợt suy giảm này này thì chúng ta sẽ bảo là sẽ mua vào, mua vào ở chỗ này. này. À, cái chỗ mà 1467 á thì theo chúng tôi thì chưa nên mà hãy nên chờ đến có khoảng tầm 1420 1430 này cái chỗ mà cái hỗ hỗ trợ cứng này cái chỗ hỗ trợ cứng này thứ nhất là về cái điểm số cái điểm mà chúng ta cần chờ ấy, thì chúng ta cần phải chờ thứ nhất nó thỏa mãn hoặc là về giá nó thỏa mãn thì giá thỏa mãn thì giá vàng nó sẽ điều chỉnh về cái vị trí mà chúng ta dự báo theo Ichimoku đây này theo một số cái chỉ báo kinh tế đó cái vị trí đó là 1430 2530 rồi đấy. Đó, thứ nhất là thỏa mãn về giá hoặc là thấp hơn cái chỗ này thì càng tốt. Thứ hai là về mặt tham lai thì sau một cái nhịp tăng giá, đây chúng ta sẽ có những cái cái phép đo tăng giá này, phép đo thứ nhất là chúng ta đo từ tháng 9 năm 2018 này. Chúng ta đo lên là cái nhịp tăng giá đầu tiên này, nó gồm khoảng là 21 tuần, 21 tuần thì nó tương đương với lại là à, khoảng đâu đó là 7 nhân với 6 nhân với 4 là 24 5 to, 5 tháng khoảng 5 tháng tăng đây 5 x 4 20 21 khoảng 5 tháng tăng 5 tháng tăng thì nó có khoảng tầm đâu đó là thời gian của nó giảm là đây đây thời gian giảm của nó là đâu đó khoảng tầm là 13 thanh tức là khoảng uh, 3 tháng giảm 12 thanh 13 thanh là 3 tháng giảm 5 tháng tăng 3 tháng giảm và số kết hợp cái, cái 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 việc giảm của nó thì khoảng 7 phần trăm đấy anh chị và các bạn nhìn thấy trên màn hình này đấy 7 phần trăm này tăng là khoảng 13 phần trăm thì giảm khoảng giờ một nửa đó là giai đoạn đầu tiên cái giai đoạn thứ hai thì giai đoạn tăng thì nó sẽ tăng khoảng đâu đó trong cái khoảng là đỉnh điểm của nó là cũng khoảng 14 tuần thôi tăng rất nhanh giai đoạn tăng thứ hai là tăng nhanh lắm 14 tuần tăng được 22 phần trăm thì cái khuynh hướng giảm của nó thì nó cũng sẽ phải giảm ít nhất là một nửa thời gian tức là khoảng 12 tuần 12 tuần đây 12 tuần và thông thường thì chúng tôi tính toán thì nó sẽ giảm đến đâu đó khoảng tầm là 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 là, là đầu tháng 11 gì đấy tức là đây anh chị và các bạn sẽ cho chúng tôi thấy là khoảng tầm 12 13 tuần đấy đó đây đây đây, đây. đó nó bằng với cái đợt giảm lần trước á, thì nó cũng sẽ giảm đâu đó khoảng cái đợt giảm vừa rồi thì nếu mà tính theo cái cái đợt giảm trước á, tức là khoảng tầm 7% thì nó cũng thỏa mãn rồi, 6,6% rồi, tức là nó về tới cái vùng là 1468 là nó thỏa mãn rồi. Nhưng mà hy vọng rằng là cái ngày mùng 10 tháng 10 này này thì đàm phán thương mại Mỹ Trung mà nó có một cái kết quả tích cực á thì giá vàng nó sẽ đào thêm. Và hy vọng là nó đào thêm được cái đoạn như thế này nữa này. Đây, đây. Nó đào thêm một cái đoạn mà chúng tôi đang hy vọng. Đây là kỳ vọng thôi anh chị và các bạn. Đây này nó đào thêm khoảng khoảng đâu đó khoảng như thế này này đó, nó đào thêm khoảng đoạn như thế này nữa thì tại sao tại sao người ta sẽ nói rằng là cái đoạn này thì giảm có 7% phần trăm mà đoạn này thì lại lại dự tính là giảm đến 9 phần mười phần trăm lận là bởi vì thế này này cái đoạn trước này nó tăng có mỗi 13,21 phần trăm thôi thì nó suy giảm khoảng tầm 7 phần trăm là 50 phần trăm là phù hợp thì cái đoạn này nó cũng sẽ phải khuyên khuynh hướng là nó giảm tăng 22 phần trăm trong khoảng thời gian ngắn thì nó sẽ suy giảm đâu đó khoảng 9 đến 10 phần trăm trong một cái khoảng thời gian cũng ngắn thôi chứ cũng không 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 dài và nếu chúng ta dùng một cái chỉ báo tiếp theo đó là chỉ báo Fibonacci thoái lui á thì chúng ta thấy nếu kéo từ cái vùng vùng dưới để lên á thì nó hay trùng lặp lắm đây nó trùng lặp với cái vùng 1430 á đây anh chị và bạn này đó chúng ta sẽ thấy là nó sẽ trùng lặp với cái 0.382 đây này chúng ta đây này cháu đi này 0.382 là 14334 á thì nó chỉ cũng nằm ở cái chỗ cái vị trí hỗ trợ này thôi cái đường màu màu đỏ đây này mà đó anh chị và các bạn thấy đây này Đó Thì chúng ta dự định là Nó nằm ở cái khoảng đâu đó là vào khoảng cuối tháng 11 Cuối tháng 11 dương lịch Và cái điểm tức là về timeline thì khoảng cuối tháng 11 là điểm mua vào phù, phù hợp và về 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 giá thì nó nằm ở khoảng tầm 1430 đô la Mỹ một ao thì là đẹp nhất và giá vàng trong nước nó sẽ nằm ở tiệm cận quanh quanh đâu đó khoảng tầm 40.5 tới 41 triệu trên một ao tức là là rất là hợp lý bởi vì hiện nay thì nó đang giao dịch ở vùng 1515 1520 đi thì tức là mất 100 đô tức là mất khoảng 2 triệu mà giá vàng hiện nay đang giao dịch ở mức 42 thì nó khoảng tầm 40 40.5 này đấy đó tầm đó tức là cũng mất khoảng tầm 2 triệu hơn 2 triệu rồi đấy thì quanh 40 là mua vào rất đẹp cho cái xu hướng đầu tư cho cái nửa đầu năm 2020 là rất rất là phù hợp luôn anh chị và các bạn có thể quan sát để có thể mua vào thời điểm Thứ nhất là về timeline tôi nói lại là timeline là về cái khoảng đâu đó là phù hợp nhất là khoảng tầm cuối tháng 11. Và về nếu như mà nó đến sớm hơn, cái nào đến sớm thì chúng ta sẽ sử dụng cái đó. Nếu như giá mà đến 1420, 1425 sớm hơn cái thời gian đó thì chúng ta cũng có thể xem xét mua vào. Vì là cái giá đó nó sẽ cho cái giá vàng trong nước là khoảng 40 40.5 gì đấy là hợp lý. Còn nếu như mà cái giá nó không đến thì thời gian đến trước thì chúng ta cũng mua tức là giá nó không về đến cái mức mà một bốn tức là giá vàng thế giới thế giới không về tới mức một nghìn bốn trăm ba mươi đô la mỹ một ounce và cái giá vàng mà trong nước nó không về tới bốn mươi độ bốn mươi triệu một cây thì chúng ta đến cái thời điểm là cuối tháng 11 thì chúng ta cũng nên mua vào cái giá vàng ở đó là hợp lý nhất thì là cái lúc đó là lúc hợp lý đấy đó là cái trả lời cho cái cái việc là thời điểm nào và giá nào thì sẽ mua vào vàng là phù hợp nhất và nó thuận tiện cho cái câu chuyện chúng ta phân tích trên cái góc nhìn là kết hợp giữa kinh tế thế giới cộng với lại biểu đồ thì chúng ta hy vọng là đem lại cái hữu ích cho anh chị và các bạn trong cái câu chuyện là phân tích giá vàng cũng như là phân tích những các vấn đề liên quan đến 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 đến, đến dự báo xu hướng Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn hy vọng video này có những cái thứ mà anh chị và các bạn có thể tham khảo được